kỳ Hồng Bàng cho đến ngày nay, nước ta đã trải qua biết bao nhiêu những biến cố và thăng trầm trong quá trình dựng nước và giữ nước. Có rất nhiều những truyền thuyết và thần tích trong dân gian được truyền tụng từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trong số đó, nổi lên bốn thần tích được dân gian suy tôn, thờ phụng là tứ thánh, tứ bất tử của tín ngưỡng Việt Nam. Người đứng đầu trong tứ thánh là đệ nhất Đức Thánh Tản, đệ nhị Đức Thánh Gióng, đệ tam Đức Thánh Chử Đồng Tử, đệ tứ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Vâng, trong tâm thức dân gian, tứ thánh, tứ bất tử chính là biểu tượng cho sự trường tồn bất diệt của dân tộc Việt Nam mà muôn đời sau con cháu vẫn luôn ngưỡng vọng và thờ phụng. Vâng, chúng ta có thể đi thăm viếng đền Gióng ở đâu đó, vì vị thánh này rất nhiều nơi thờ phụng. Nhưng xin các bạn đừng quên nơi chôn nhau cắt rốn của ngài, Phù Đồng. Đó là một làng bên tả ngạn sông Đuống, trước đây thuộc Phủ Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, ngày nay thuộc xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Cách trung tâm thành phố 17 km. Ngày nay muốn đến thăm đền Phù Đồng, chúng ta chỉ cần đi trên con đường cao tốc ngay trên cầu Phù Đồng sẽ nhìn thấy toàn cảnh làng Phù Đồng và triển đê với những lũy tre xanh mướt bên dòng sông Đuống hiền hòa. Vượt qua cầu Phù Đồng, ta thấy ngay tấm biển chỉ dẫn đền thờ Đức Thánh Gióng ngay ở đầu làng. Qua một đoạn đường đê không xa, chúng ta đã thấy hiện ra trước mắt cây đa cổ thụ nằm sát chân đê và ngôi đền thượng nơi thờ phụng Đức Thánh Gióng. Sáu đời hùng vận vừa suy, Vũ Ninh có giặc mới đi cầu tài. Làng Phù Đồng có một người sinh ra chẳng nói chẳng cười trơ trơ. Vâng, bài thơ trong Đại Nam Quốc Sử diễn ca đã thu thúc đoàn làm phim chúng tôi đến với một khu di tích Phù Đồng, nơi thờ phụng Đức Thánh Gióng, một trong tứ thánh bất tử của Việt Nam. Tương truyền rằng đền được xây dựng ngay trên nền nhà cũ của Đức Thánh Gióng, nằm bên trong con đê sông Đuống. Còn đền hạ thờ mẹ của Thánh Gióng nằm ngoài đê. Vâng, nhưng trước khi vào thăm đền chính, xin mời các bạn cùng những người làm phim chúng tôi đi thăm viếng một nơi khởi đầu của những truyền thuyết về Đức Thánh Gióng. Vâng, nơi đây gọi là Cố Viên. Theo truyền thuyết, Cố Viên tức là vườn xưa, cũng gọi là vườn rau. Tương truyền rằng vào đời Vũ Hùng thứ 6, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm làm ăn và có tiếng là Phúc Đức. Hai ông bà ao ước có một đứa con. Một hôm bà ra đồng trông thấy một vết chân to quá, liền đặt bàn chân mình lên ướm thử để xem thua kém bao nhiêu. Không ngờ về nhà bà thụ thai và 12 tháng sau sinh một cậu bé mặt mũi rất khôi ngô. Và hiện nay trên vườn rau đó vẫn còn một tấm bia mang dòng chữ Đồng Viên Thánh Mẫu Cố Trạch. Và cách đây không xa là ngôi đền hạ, nơi thờ tự mẹ Đức Thánh Gióng, còn gọi là đền mẫu. Vâng, thưa các bạn, chúng ta đang có mặt tại đền hạ. Đền hạ nằm trong cụm di tích Phù Đồng, thuộc xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đền hạ còn có tên chữ Hán là Điện Khánh Quang, được nhân dân xây dựng năm 1693 để thờ mẹ Đức Thánh Gióng. Đền hạ nằm phía ngoài sông Đuống trong một xóm nhỏ hiền hòa. Vâng, ngôi đền có kiến trúc cổ kính, in đậm dấu ấn của các ngôi đền Việt Nam. Ngay trước đền có ao hình bầu dục, là nơi hàng năm người làng lấy nước về đền thượng để cúng. Tương truyền ao chính là dấu chân mà mẹ Gióng đã ướm thử rồi sinh ra Đức Thánh Gióng.
Trước đền là lư hương lớn được làm bằng chất liệu đá trắng với những họa tiết lưỡng long trầu nguyệt. Vượt qua bậc tam cấp, ta thấy hàng câu đối nghiêm trang. Chính giữa cung là bàn thờ công đồng. Qua ban công đồng, ta sẽ thấy ngay hai ông thần hộ pháp bằng đá. Chính giữa là ban thờ thánh mẫu. Trước kia thánh mẫu được thờ chung với đức thánh gióng ở đền thượng, nhưng đến năm Chính Hòa thứ tư, tức năm 1683, thánh mẫu mới thờ ở đền riêng tại thôn Ngô Xá. Và 10 năm sau, đền lại được thiên về gần chùa Giếng, chùa Tập Phúc tại chỗ hiện nay. Thưa các bạn, chúng ta đang có mặt tại khu di tích Phù Đổng, nơi thờ tự vị thánh mà đã từ lâu nổi trội trong truyền thuyết và lịch sử văn hóa Việt Nam. Đó là Thánh Gióng, hay còn gọi là Phù Đổng Thiên Vương. Ngài là một trong tứ thánh bất tử của Việt Nam. Tại khu di tích này còn lưu giữ nhiều di tích lâu đời của thành phố Hà Nội. Thưa các bạn, và đây cũng chính là quê hương của Thánh Gióng, người anh hùng trẻ tuổi thần kỳ trong truyền thuyết từ đời Hùng Vương. Vâng, vào đời Vua Hùng thứ 6 ở phương Bắc, vua nhà Ân sai người tìm cách xâm chiếm nước Nam. Vua Hùng lo lắng, cho vời quần thần vào để hỏi mưu kế đánh giặc ngoại xâm và giữ yên bờ cõi. Vua lập đàn ở Long Đình để tế trời đất, thì thấy một ông già, vua bèn hỏi han việc chống giặc Ân thành bại thế nào, xin được chỉ giáo. Ông già quả quyết nói rằng, nếu cầu được bậc hiền tài, thì giặc Ân sẽ bình được. Vua rất mừng, ngày hôm đó, lệnh sứ giả đi cầu người tài trong thiên hạ. Loa 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 loa, ai người tài giỏi ra phò vua giúp dân cứu nước. Loa 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 loa, loa 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 loa, ai người tài giỏi ra phò vua giúp dân cứu nước. Loa 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 loa, la 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 la, ai người tài giỏi ra phò vua giúp dân cứu nước. Khi đến làng Phù Đổng thuộc quận Vũ Ninh, thì thấy một nhà phú ông sinh được một con trai lên 3 tuổi, ăn uống thật to béo, chỉ hiếm nỗi không biết nói biết cười, mà không biết đánh giặc để nhận trọng trách trước triều đình, đặng báo đền ơn sâu bú mớm của mẹ. Đột nhiên chú bé bật ra tiếng nói bảo mẹ cho mời sứ giả vào. Thần vương Thiết Sung nói với sứ giả rằng, người về tâu với nhà vua rèn cho ta một con ngựa sắt cao 10 thước, một cái búa sắt dài 10 thước, đem đến đây thì nhà vua không còn lo sự gì nữa. Sứ giả quay về tâu với vua. Vua vô cùng mừng rỡ, lệnh lấy 50 cân sắt luyện thành ngựa sắt, búa sắt mang đến. Thần vương lên ngựa phi như bay đến An Vũ Ninh Sơn. Khi ấy Hùng Linh Công đang lưu thủ tại đất Hiệp Hòa, thấy thiên vương Phù Đổng đến, liền xuất binh tiếp ứng phía sau. Đến chân núi, các đạo quân hợp binh đánh một trận lớn. Đất trời mù mịt, giặc Ân tan vỡ rồi bỏ chạy toán loạn. Linh Công cho quân đuổi bắt được vô số. Thiên vương Phù Đổng bắt sống được tướng giặc là Thạch Linh, liền đem giết. Búa sắt bị tụt, thiên vương bèn nhổ cây tre bên đường, quét sạch lũ giặc còn lại. Khi tới Sóc Sơn, xã Vệ Linh, Kim Hòa, thì bỏ áo lại, cưỡi ngựa bay về trời, chỉ còn lại dấu chân ngựa ở Nham Sơn, có câu nêu công đức của hai vị thánh. Giết giặc nước, xây móng nền, dựng cờ tổ quốc, cùng trang liệt tiếng Sóc Sơn, thành truyền thuyết phía Nam Sông, tướng giỏi, phía Bắc Sông, người tài.
Thánh Gióng, vị anh hùng của làng Gióng tức Phù Đổng, 3 tuổi mà đã sinh ra mà không nói chẳng cười, nhưng khi chợt nghe tin là có giặc ngoại xâm đến thì bỗng nhiên hóa thành anh hùng, và người anh hùng mang hình tượng khổng lồ ấy nhờ sự nuôi nấng giúp đỡ của dân chúng thì trở thành người góp sức và góp công, và với tài năng siêu việt của mình ấy, thì trở thành người cứu nước chống giặc ngoại xâm, do đó trở thành anh hùng dân tộc, là biểu tượng cho tinh thần quật cường và đánh giặc bất khuất và sự tích anh hùng của dân tộc Việt, do đó thì trở thành cái vị thần võ tướng mà được vua Lý Thái Tổ thì phong cho làm Sung Thiên Tần Thần Vương, và các đời thì gọi là Phù Đổng Thiên Vương, và dân gian thì gọi là Thánh Gióng. Đấy là đệ nhị tứ bất tử. Vâng, đền Phù Đổng hay còn gọi là đền Thượng nằm trong khu di tích Phù Đổng. Đây là một ngôi đền gồm có nhiều công trình kiến trúc trên một diện tích rộng. Không chỉ có lối kiến trúc độc đáo, mà điều đặc biệt ở đây chính là ngôi đền được sở hữu rất nhiều hiện vật có giá trị được lưu truyền từ nhiều đời trước. Đền được xây dựng ngay sát chân đê, được bố cục theo hình chữ công, quy mô rộng rãi, trước sân có ao rộng, được nhân dân gọi là ao dối, nơi hàng năm có tổ chức múa dưới nước vào những ngày hội. Trong ao, dưới bóng cây đa cổ thụ, cảnh lá sum suê là ngôi thủy đình xinh xắn dùng làm nhà múa dưới nước. Thủy đình được dựng theo kiểu mái chồng từ thời Lê Trung Hưng thế kỷ thứ 17 với nhiều bức chạm tinh vi, mà đề tài là những cảnh sinh hoạt dân gian, người chăn dê, người thổi sáo và những hình rồng phượng uốn lượn. Phía trước sân gạch có đôi rồng đá nét chạm hơi thô nhưng rất khỏe mạnh. Bên dưới có dòng chữ khắc cho biết niên đại của rồng vào năm Ất Dậu, niên hiệu Vĩnh Trinh, tức năm 1705, dưới triều vua Lê Dụ Tông. Qua sân gạch, ta thấy nghi môn khá cao, mới được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19. Phía sau có đôi sư tử đá cũng làm ở năm đó. Tiếp đến là nhà thiêu hương. Liền nhà thiêu hương là hai nhà tiền tế khá rộng. Nhà ngoại do Điện Quận Công Nguyễn Huy năm 1610 đến năm 1675. Nhà bên trong do Đặng Công Chất, người làng Phù Đổng, Đỗ Trạng Nguyên năm 1661 đứng ra hứng công. Hai ngôi nhà ba gian phía đông là do Đặng Thị Huệ, chính cung của chúa Trịnh Sâm thế kỷ thứ 18. Chính giữa là bàn tiền tế công đồng, và đặc biệt đền còn lưu giữ lại được hai câu đối của Nguyễn Du cùng soạn năm 1818. Hai câu đối đó là: trời xanh thánh nhân, bình được giặc phương Bắc, đất lưu dấu tích của người giữ nước Nam. Đáng chú ý ở đây là 30 viên gạch với kích thước 30, 20, 10cm. Mỗi viên đều chạm khắc hình rồng. Những viên gạch này được lát ở bên thềm vào cung. Trong hậu cung 12 gian có tượng Thánh Gióng cao 3 mét, được làm bằng chất liệu trộn lẫn giữa mật vôi và muối. Tượng có đôi mắt sáng, khuôn mặt hiền hòa, vóc dáng uy phong. Chầu hai bên có 6 tượng quan văn, quan võ, 2 phỗng quỷ hai bên và 4 viên hầu tứ trấn ở 4 bên góc hậu cung. Trong đền có nhiều hiện vật có giá trị như chiếc ngai từ thời Lê Trung Hưng thế kỷ thứ 17, chạm trổ tinh vi và đặc biệt là con nghê đồng, là một vật cực kỳ quý hiếm được cất giữ rất cẩn thận cùng với 2 thanh kiếm cổ. Đến nay đền còn giữ được 21 đạo sắc phong của các triều đại. Đôi chùm Trung Hoa do Đặng Thị Huệ cung tiến vào năm 1818. Hội Gióng Phù Đổng chính thống được tổ chức hàng năm vào 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 4 âm lịch.
hội gióng Phù Đồng có sức hấp dẫn trong việc hoàn thiện nhân cách con người, dân gian từng ghi nhận bằng câu ca dao: ai ơi mùng 9 tháng 4, không đi hội gióng cũng hư mất người. Vâng, thưa các bạn, như để tìm hiểu thêm về hình tượng Đức Thánh Gióng, những người làm phim chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về ngôi đền Đông Bộ Đồng tại xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Ngôi đền này thờ Đức Thánh Gióng báo ân. Và cũng tại khu vực này, các nhà khoa học đã có những khám phá thú vị về thân thế và sự nghiệp của Ngài. Theo thần phả thì Đức Thánh Gióng có họ Đồng, có cha, có mẹ rõ ràng. Điều đặc biệt là dòng họ Đồng nổi tiếng vì có tài trị thủy, cứu nước, cứu dân. Vâng, và bây giờ xin mời các bạn cùng với những người làm phim chúng tôi đi thăm viếng cảnh đền và khám phá điều thú vị này. Vâng, đền tọa lạc giữa cánh đồng, trước mặt là triền đê. Ngôi đền mới được tu bổ lại khang trang bề thế. Trước đền là thủy đường, nước mát quanh năm. Bên phải đền là gian nhà tổ, nơi thờ hai vị sư tổ Thích Thanh Nhân và Thích Thanh Thủy. Sau khi ông mất, được nhân dân xây dựng hai lăng mộ. Và theo các nhà nghiên cứu thì những phát hiện mới về ngôi đền Bộ Đầu này rất có giá trị về mặt lịch sử văn hóa. Đặc biệt, trong hậu cung của ngôi đền có pho tượng uy nghi, lẫm liệt, có chiều cao nhất nước. Dù chưa có nhà khảo cổ nào thẩm định về mặt chất liệu của bức tượng, nhưng theo những phán đoán lâu năm tiến sĩ khoa học Lương Văn Kế thì ông cho rằng tượng được làm bằng chất liệu truyền thống là đất sét trộn chấu. Tuy nhiên, ông thủ từ đền thì cho rằng tượng được làm bằng mật, vôi và muối. Pho tượng được đặt trong hậu cung đền Bộ Đầu. Tương truyền, nguyên sơ tượng cao hơn 10 mét gồm cả phần bệ. Tuy nhiên, do đình làng Bộ Đầu thấp, người ta đành bàn nhau bỏ bớt bệ đi. Pho tượng được tạc theo phong cách nghệ thuật dân gian, dáng to thô, oai phong, kỳ vĩ, rất phù hợp với đặc trưng con người của vùng đất phải liên tục chống chọi với giặc giá thiên nhiên. Tỷ lệ bức tượng mang đúng cấu trúc của nhân thể học phương Đông, có khối, đặc, chắc, đường bệ vững chãi, lưng tượng thẳng, đặc điểm cơ bản nói rõ chất lượng cuộc sống cũng như phẩm hạnh của con người. Đây có lẽ là pho tượng cổ lớn nhất trong di sản văn hóa dân tộc còn lại cho đến ngày hôm nay. Hai bên tả hữu là bát bộ đại kim cương, chia làm hai hàng đứng đầu phía sau. Mỗi pho cao hơn 3 mét. Bản thân phả gốc của ngôi đền này được tìm thấy trong Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Ngoài bìa có đóng dấu bồng dục của Viễn Đông Bắc Cổ thời Pháp thuộc. Thân phả đó do Hàn Lâm Viện, đồng các đại học sĩ Nguyễn Bính soạn bằng Hán Văn vào năm thứ nhất, niên hiệu Hồng Phúc triều Lê Anh Tông, tức năm 1572. Nội dung bản thần phả Đức Đồng Sóc Thiên Vương này có nhiều điểm khác lạ so với truyền thuyết Thánh Gióng quen thuộc. Theo Thượng Phúc Cổ tự danh Lam chép lại rằng mẹ Thánh Gióng có tên họ và xuất xứ rõ ràng. Người là một cô gái có nhan sắc, khi tròn 16 tuổi, gương mặt hồng tươi tựa ánh trăng rằm, nhan sắc tuyệt vời. Người phụ nữ này sau thành vợ của đại quan lang họ Đồng tên Gia, vùng Đại Mạn Châu danh giá. Tuy nhiên, chỉ một năm sau chồng bà qua đời, bà vào tu tại chùa Hoàng Nham. Do được thiên thụ mà có thai, sau 3 năm 4 tháng sinh ra một bọc hình như hoa sen hồng. Bà mẹ sợ hãi nên đã giấu bọc sen vào trong động Hoàng Nham. Đến thời có giặc Mũi Đỏ nổi lên, vua Hùng sai sứ đến hang Hoàng Nham. Vừa đến thì bọc đó đã vỡ tung ra, xuất hiện một người to lớn đến 31 thước, tay cầm lấy long đao, tình nguyện đến đồn giặc đánh phá. Đánh xong giặc, ngài liền cưỡi ngựa bay về trời. Nhân dân trong trang ấp cho là linh dị, liền dựng đền để thờ cúng ngài. Nhân dân đổi tên trang khê đầu, gọi là đền Bộ Đầu. Dòng họ Đồng từ đó ngày càng danh giá. Hiện nay trong đền còn giữ lại được hai bản sắc phong từ thời Duy Tân năm thứ 3, tức năm Kỷ Dậu
1909 và sắc phong ban ngày 25 tháng 7 niên hiệu Khải Định năm thứ 9, tức năm Giáp Tý 1924. Và bản thần phả mà các ông tìm thấy còn cho biết sự nghiệp thực sự của những ông gióng này không chỉ là đánh giặc. Điều thú vị hơn, cả hai ông đều rất hiếu thuận với mẹ. Điều sẽ được làm sáng rõ khi hội thảo về ông gióng thứ hai được công bố. Sự tồn tại của dòng họ Đồng đã quá rõ ràng. Vấn đề là làm thế nào để chấp nối được liên tục phả hệ của dòng họ này mà thôi. Đền Quán Thánh thôn Bộ Đầu, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội. Đền thờ Đức Phù Đồng Thiên Vương, thiên tướng đã đi vào thoại sử Tứ Bất Tử. Biểu tượng là đánh giặc ngoại xâm giữ nước và biểu tượng của khúc tráng ca về lòng hiếu thảo. Nơi đây Phù Đồng đã báo ân cho mẹ. Hàng năm, nhân dân thôn nhà tổ chức lễ hội vào ngày mùng 7, mùng 8 tháng Giêng hàng năm đầu xuân. Và cái bức tượng trong đền có thờ bức tượng Phù Đồng là cao 5m7. Hai bên là bát bộ kim cương. Về pho tượng của Phù Đồng được dẫn trên hai con giao long, là hai con thuồng luồng đã về như vậy là cứu mẹ và giết hai con giao long này. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái bức tượng nó vô cùng quý giá để giáo dục cho con người chúng ta thành một cái đạo đức hoàn thiện. Hàng năm nhân dân thôn nhà chúng tôi rất là giữ gìn, tôn tạo và bảo quản, cũng như tổ chức lễ hội để thông qua cái lễ hội giáo dục cái truyền thống anh hùng của dân tộc ta. Vâng, sự thật về thân thế, sự nghiệp của ngài khó mà lý giải hết. Nhưng ngày hôm nay, không chỉ là làng Phù Đồng, đền Quán Thánh và trong khu vực đền Hùng ở Vĩnh Phúc còn có đền Thượng, tức Cửu Trùng Tiền Điện, được dành để thờ Thánh Gióng. Nhân vật anh hùng gióng đã trở thành biểu tượng của sức mạnh và lòng yêu nước Việt Nam. Ông xứng đáng được nhân dân tôn sùng là một trong tứ thánh bất tử của Việt Nam. Và để tiếp tục cuộc hành trình tìm hiểu về ngài, đoàn làm phim chúng tôi xin mời các bạn đến với khu di tích Đền Sóc, nơi ngài bay về trời sau khi đã đánh đuổi giặc Ân. Thưa các bạn, nơi tôi đang đứng đây là Đền Sóc thuộc làng Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, nằm ở phía bắc thủ đô Hà Nội. Theo truyền thuyết thì khu vực này chính là nơi mà Đức Thánh Gióng đã trút áo giáp cùng với ngựa sắt về trời. Sau này nhà nước quân chủ đã phong tặng ngài danh hiệu Sung Thiên Thần Vương. Vâng, trước mặt tôi là hồ Sóc Sơn rộng lớn. Tương truyền rằng đây là dấu vết chân ngựa năm xưa. Nhân vật Thánh Gióng là biểu tượng của sức mạnh và lòng yêu nước của người dân. Ngài xứng đáng được nhân dân tôn sùng là một trong tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam. Khu di tích lịch sử Đền Sóc thờ Đức Thánh Gióng nằm trên vùng Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tương truyền, sau khi đánh đuổi quân xâm lược tới chân núi Vệ Linh, cũng là lúc đuổi sạch bóng quân thù khỏi bờ cõi nước ta, Thánh Gióng để lại áo giáp sắt ở lưng chừng núi trước khi bay về trời. Quần thể di tích Đền Sóc nằm trong một vùng rừng núi bao la, bốn mùa cây cối xanh tươi. Bên trái đền là một hồ nước xanh mát nối tiếp nhau như những bước chân ngựa thần của ngài còn in lại cho đến tận bây giờ. Quần thể đền ẩn mình dưới tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, như tô thêm vẻ đẹp chốn tôn nghiêm cổ kính. Và trước khi vào viếng thăm đền chính, xin mời các bạn ghé thăm đền Hạ. Đền Hạ được xây dựng muộn hơn. Theo truyền thuyết, đền Hạ được khởi dựng vào thời vua Lê Đại Hành. Khi đó, vua Lê đến đền thờ thần núi Vệ Linh để cầu nguyện dẹp tan giặc Tống. Lời xin cầu linh ứng, vua Lê Đại Hành cho tu sửa đền Thượng, xây dựng thêm đền Hạ và phong tên hiệu cho thần là Sóc Sơn Độc Thiên Vương, Đà Giang Hiển Thánh, Phủ Thánh Giá, Đại Vương Thượng Đẳng Sơn Thần. Đền Hạ thờ vị Sơn Thần thổ địa cai quản núi Sóc, nơi có đền thờ ông Gióng. Cũng có pho tượng Thánh Thần Vương bằng đồng Hun Đen, niên hiệu thời Nguyễn. Kế bên là đền Mẫu, nơi thờ các vị Thánh Mẫu. Toàn bộ khu di tích này được xây dựng đời Tiền Lê năm 980. Nếu tính đến giờ là 1030 năm. Lễ hội năm 2010 đã được như vậy thành phố Hà Nội
trình tổ chức UNESCO công nhận lễ hội gióng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Cho nên di tích là một nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, là nơi sinh hoạt văn hóa giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, vì ông gióng là hiện thân sức mạnh của dân tộc Việt chúng ta. Cho nên đến giờ phút này, dân tộc chúng ta vẫn đang lấy biểu tượng sức mạnh của ông là vươn cao hơn, bay xa hơn như sức mạnh phù đồng. Và đây là đền thượng, một công trình kiến trúc được khởi dựng sớm nhất. Đền có bố cục, chữ công, gồm tiền tế, ống muống và hậu cung. Đền thượng đã được xây dựng từ lâu đời, đến thế kỷ thứ 10, thời Lê Đại Hành thì được trùng tu và sau đó được sửa chữa nhiều lần. Đền thượng đã mang đậm nét kiến trúc thời Nguyễn. Tòa tiền tế của đền gồm 5 gian. Hiện trong đền còn lưu giữ nhiều đồ thờ tự quý giá như đôi ngựa gỗ, một trong những hiện vật còn lại sau hỏa hoạn năm 1898. Hậu cung là nơi đặt tượng Thánh Gióng cùng các thiên thần võ sĩ. Tương truyền, tượng Thánh Gióng được đắp với 3 đặc điểm: thiên, thổ, mộc. Tượng đắp lộ thiên bên ngoài bằng vôi mật, cốt bên trong là gỗ trầm hương. Đây là loại gỗ theo truyền thuyết là anh hùng làng Gióng đã cởi áo vắt lên trước khi bay lên trời. Để gợi nhớ điều này nên người dân đã lấy gỗ trầm hương làm cốt cho tượng. Trước cửa khu đền thượng là dãy núi Mã, trong đó núi Vây Rồng được tương truyền là nơi ông Gióng đã cởi giáp sắt để lại rồi cùng ngựa thần bay lên trời. Áo nhung cởi lại linh san, thoát đà thoát nợ, trần hoàn lên tiên. Miếu đình còn giấu cố viên, chẳng hay chuyện cũ lưu truyền có không? Vâng, Đức Thánh Gióng đã trở thành một huyền thoại sống động, bất tử trong tâm thức của biết bao thế hệ người Việt Nam. Nhân vật anh hùng Thánh Gióng đã trở thành biểu tượng của sức mạnh và lòng yêu nước của người dân Việt. Ngài xứng đáng được nhân dân suy tôn là một trong tứ thánh bất tử của Việt Nam.